Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một bài đề thi thử học kỳ 1 môn toán lớp 2 trường tiểu học Thọ Bình, đề thứ 2. Các cùng làm nào. Câu 1: sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Thì chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Từ bé là 18. Bé nhất là 18. Bé thứ hai là 32. Đúng 32 không nhỉ? Đúng các bạn, 32. Bé thứ hai sẽ là 32. Bé thứ ba sẽ là 55. Bé thứ ba sẽ là 55. Bé thứ tư sẽ là 72. Lớn thứ nhất sẽ là 89. Xong rồi các bạn, đến đoạn này chúng ta chấm. Rồi câu 2: đặt tính rồi tính. Chúng ta lấy thước, chúng ta gạch. Năm cộng hai bằng bảy. Viết bảy. Bảy cộng một sẽ bằng tám. Viết tám. Sẽ bằng 5 cộng 8 sẽ bằng 13. Viết 3 nhân 1. 4 cộng 3 sẽ bằng 7. 7 cộng 1 nhân bằng 8. Viết 8. 83. 73 trừ 26 sẽ bằng 3, không trừ được 6, ta lấy 13 trừ 6. 13 trừ 6 sẽ bằng 7. 13 trừ 6 sẽ bằng 7. Viết 7. Nhớ 1. 7 trừ 2 bằng 5, trừ 1 bằng 4. Viết 4. 80 trừ đi 8.
Tất nhiên không để trừ được đi 8. Ta lấy 10 trừ 8. 10 trừ 8 bằng 2. Viết 2. 8 trừ bao nhiêu nhỉ? 8 trừ 1 bằng 7. Viết 7. Câu 3. Tính. Và tính 8 trừ đi 2. 8 ạ. 8 nhân 3. 8 trừ đi 2 sẽ bằng 8 trừ đi 2 sẽ bằng 6. Cái này con phải lấy nháp làm cho nó cẩn thận. 4 trừ 3 bằng 1. 6 1 4 bị sáng. Còn có chữ quá. 10 14 16, 16, 16. Học tính cẩn thận đi con. Vâng. Đi thi cũng vậy. Vâng. Nhá, con đâu? 48 trừ 3, 2 bằng 16. 16. Tất nhiên là cần phải nhanh nhưng mà cẩn thận. À, có chuyện. Nhanh là sai rồi. 19 bằng 2. Mình nhá không qua đâu nhỉ? 6, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 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 làm bài theo. Nè, nhắm đây. Mười tám cộng 37 còn 7 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 1 cộng 3. Tất nhiên là sẽ còn 54 trừ 25. 24 trừ 25 9. 5 trừ 2 bằng 3. Trừ 1 bằng 2. Viết 2. 29. 29 tám cộng bao nhiêu là bằng 76. Cái này phải tính à? À, lấy 76 trừ ngược lại 48. Không cẩn thận cái là bà tính xài lên cái mà. Tính lại cái bài luôn đi con. Mười tám cộng 37 mà. 38 cộng 35. 35 cộng. Như cái mà. Không, năm tư. Trời đất ơi, đi con đi thi hỏng rồi. 8 cộng 7 bằng 14. 4 nhân 1. 1 cộng 3 bằng 4.
4 8 cộng 7 mà 14. Rồi đó. Sao con có thể sơ xuất những cái như thế là con. Thì 15. 15 nhớ 1. Năm trừ đi chỉ được không? Năm trừ đi hai bằng bằng ba. 30. Chữ gì nữa con làm gì nữa? Này phải tính à? Phải 6 trừ đi 48. Bằng 16 trừ đi 8. 16 trừ đi 8 bằng 8. 18 nhớ 1. 7 trừ 4 bằng 3. Trừ 1 bằng 2. 28. Cái này chúng ta sẽ bằng là 29 trừ 16. Viết phép tính 29 trừ 16. Viết ra lời nháp nha. 29 trừ 16 bằng 9 trừ 6. 9 trừ 6 bằng 3. Con phải chi suy nghĩ xem nào. 29 cộng viết nhầm viết 5 nhớ 1 3 3 4 viết 4 45. Câu 5, tìm x biết 18 cộng x bằng 72. A. X bằng 44. B. Con phải tính cho x xong rồi con soi. X bằng 54. C. X bằng 64. D. X bằng 90. Chúng ta lấy 18 cộng 72 là như vậy là con đang kéo trong bài toán tìm x. Bây giờ ba sẽ phân tích cho con nhé. Bây giờ 18 đang cộng với x. 18 cộng với x mới bằng 72. Như vậy đây là một tổng đúng không? Đúng không? 18 cộng x bằng 72, như vậy x thì bằng bao nhiêu đây? X sẽ bằng, như vậy hai cái số này chắc chắn sẽ bé hơn 72 rồi đúng không nhỉ? 18 cộng x bằng 72, như vậy x thì bằng gì? Hai số này cộng lại mới bằng 72. X sẽ bằng 64. Lấy 72 trừ đi mấy? Trừ đi 18. Đúng rồi, quan trọng là cách tính thôi. Một cộng hai bằng ba.
Nhưng sao đi thi mà cái tờ đấy thì đứa con viết vào đó à? Nha. Áp vào bài đấy thi rồi này. Rồi tổng cộng mấy tổng ra này? Tổng cộng là 9. B 9 tổng ra. Vậy con lưu ý là bên này đúng không? Bên này 3 đúng không? Bên này 2, bên này 3. 3 nhưng mà là 6 tổng ra về đúng không? Bên này 6, bên này 2, bên này 3. 1, 2, cả cái tam giác to đi này. Lúc đầu con tính đếm đây là 1, 2, 3, 4, 5 là sai. Nó có thẳng đâu. Đúng không? Rồi. Chú ý. Tiếp theo là câu 7. Đếm. Không thì con không nhớ được, con phải đếm. Tí nữa đếm cho ba. Đúng đúng. Ok. Nhưng mà đếm nữa mà sai lệch thì sao? Lệch thì con mới luyện. Rèn luyện. Câu 7 tính 18 cộng 13 trừ 21 8 8 cộng 3 bằng 11 nhưng 1 nhớ 1 1 cộng 2 2 không biết 2 cộng 3 là bằng 31 18 cộng 13 bằng 31 31 trừ đi 21 à, 1 giờ 1 không biết không nhớ một à, cô nhớ chứ một bằng không biết không hai trừ một bằng một rất một mười mười bố ơi, hồi sau viết cho con làm bài thi thì bố nên viết cm gì nha. Cái số 2 trừ 18 là 12 trừ 18. 12 trừ 18 này chỉ cháu bằng bẩn biết bẩn. Nghiêm túc vào, ăn quay đó. 6 trừ 1. Thì nghe đi nào. Con phải sao cứ ngại được đó là việc rất quan trọng. Giấy nháp mới quan trọng chứ còn viết vào này. 12 trừ 62 12 trừ 8 bằng à tôi biết 62 luôn. Làm ngược đi con, làm nó đi. Số lớn thì trừ ngược. Trừ 2 lần này. Ok. Ok. 8 trừ 2, 8 trừ 2 sẽ bằng 8 trừ 2 bằng 6. 8 trừ 2 bằng không nghiêm túc. 6. Yeah. 10 trừ 6, 10 trừ 6 bằng 4. 6 trừ 1 bằng 6 trừ 1 bằng 5. Trừ 1 bằng 4. 44. 44 trừ 19. 44 trừ 19. Bằng 4 trừ 9. 14 trừ 9 à 14 trừ 9 bằng 5 với 5 nhớ 1 4 trừ 1 4 trừ 1 bằng 3 trừ 2 25 kết quả là 25 cm. Tiếp tục tờ tiếp theo. Tờ tiếp theo là câu 8 hình bên của máy hình tứ giác. 1 thì 1 2 thì 2
1 cộng 2 cộng 3 bằng 6. Biết sao? Con đang băn khoăn thì con đếm nó bằng thủ công cái nào, đếm thủ công rồi có đúng không nào? 1 2 3 4 5 6. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng. Câu 9, tính tổng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9. Các bạn chú ý nha, nếu muốn tính nhanh bài này thì phải ghép 1 tính với 9 sẽ bằng 10. 1 cộng 9 ghép lại nhé. Con trình bày đấy, tính ghép luôn. Ghép luôn là rằng 1 cộng 9 2 cộng 8 3 cộng nhé. Cái thằng cộng như là viết dưa à? 3 cộng ở đây chứ sao không có dấu cộng này. Cộng đậu có trời. Cộng 7 cộng 4 cộng 6 cộng 5 cộng 5 5 mua 5 nữa. Có 1 số 5 thôi mà. 1 số 5 biết rồi. Rồi Bằng Lấy 10 thêm 10. Viết xuống dưới. Cộng 10 đi. Đây. Viết cái đàng hoàng đúng không? Kết quả bằng 45. Viết bằng nó thế đây. Áp số. Bài thứ 10. Năm nay Nam 7 tuổi, bố Nam hơn Nam 28 tuổi, mẹ Nam kém bố 3 tuổi. Hỏi bố Nam bao nhiêu tuổi, mẹ Nam bao nhiêu tuổi? Bố Nam số tuổi là không bố? Bài giải chứ con. Bài giải lên đây luôn. Tuổi của bố Nam là gì? Bố Nam số tuổi là gì?
Trung. Rồi tiếp tục là tuổi của bố Nam là. Đúng rồi. Câu đấy rất là ở đây, ở đây đó. Lùi ra một đâu. Lùi nhưng mà ở đây. Thế là người. Tà tù quá. Không. Nhưng mà run tay lắm. Bố Nam là Nam tiếp toán là năm nay Nam 7 tuổi. Bố Nam hơn Nam 28 tuổi. Bố Nam hơn Nam 28 tuổi. 28 cộng 7 đấy là phép tính. Đáp số chưa tuổi của... đáp còn đúng rồi. Tuổi của Việt Nam là qua cái đó giải mà. Tuổi của mẹ Nam là bố Nam hơn Nam 28 tuổi. Mẹ Nam kém bố 3 tuổi 28. À quên, 35 trừ 3. Đáp số mai 11 ông nội Hải
Có số tuổi bằng số lớn nhất của hai chữ số khác nhau. Ông lập được từ các chữ số 0, 5, 6, 8 và nội hại có số tuổi là số liền trước của số liền trước số tuổi. Ông hãy hỏi ông hãy bao nhiêu tuổi, bà hãy bao nhiêu tuổi? Ông hãy có số tuổi bằng rồi nhé. Ông nội hải có số tuổi là ông nội hãy có số tuổi bằng số lớn nhất của hai chữ số khác nhau lập được từ các chữ số trên. Tuổi bằng số lớn nhất của hai chữ số khác nhau. Số lớn nhất là 99 mà khác nhau à, số lớn nhất trong đây là 88. Khác nhau là đây mà. Khác nhau là chỉ còn là 86. Đúng rồi. Ông phải có số tuổi là 86. Đó. Con phải đọc kỹ. 16. Cháu. Bà nội. Bà nội hãy có số tuổi là 3. Nội hại có số tuổi là số liền trước của số tuổi của ông Hải. Số liền trước à? Số liền trước là 85. Là 85. Tuổi chứ không? Tuổi. 85. Như vậy cái bài số lớn nhất, số bé nhất này con phải chú ý dữ kiện của đề bài này. Người ta chỉ cho các chữ số này thôi, lập được từ các chữ số này, đúng không? Thì con chỉ được tiếp lấy các chữ số này thôi, đúng không? Đúng. Con lưu ý cho cái bài. Rồi, kết thúc video đó nha. Kết thúc nha, các bạn hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ, ấn vào cái chuông lúc nào mình ra thêm video, video sẽ hiện lên trước mắt các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.